ngồi chờ chừng nào nó dính rồi mình bật mình quay quay cho bạn xem. Dương giờ còn con xách đi dính con nha các bạn, chu cho ngồi từ sáng giờ ông nội ơi. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Thì sáng hôm nay mình xách tiếp tục xách cái con mồi mồi bối của mình, hôm nay đi lần 2 nha các bạn. Đi lần 2 lên chỗ này nó có một cặp các bạn. Nó ở dưới đám mồng này. Đó. Mình sẽ dụ nó lên cái chỗ bụi rậm rậm đây các bạn. Mình quấn ở dưới này nha. Rồi các bạn chờ xem thứ nha. Thứ có bắt được cái con này không nha. Này nó có hai con luôn các bạn, một con trống một con mái, nghe la cũng mạnh lắm. Mà không biết nó đá hay không. Đây. Giờ mình sẽ bố trí con mồi trước mặt nè các bạn. Cái con mồi bối này hôm nay đi lần thứ hai nha các bạn. Hôm bữa đi bắt con rồi đó. Các bạn xem clip kế tiếp mình. Clip trước biết rồi đó. Lúng dữ vậy sao quấn. Lúng quá sao qua bến đặt ra. Quá. Rồi mình sẽ gài cái con trống vô đó các bạn. Mình tiếp tục mình bố trí một con mái trên này nữa. Chỗ này có một cặp nên mình quấn một cặp mồi luôn nha các bạn. Rồi các bạn, mình đã bố trí xong hai mồi nha. Con mồi trống mình là bên tay phải nha các bạn. Con mồi mái bối mình hôm nay đi lần thứ hai nè các bạn. Là bên tay trái nha. Rồi các bạn xem thứ cây hôm nay em nó đi thứ cây nó có khác hơn không nha. Nó có mạnh hơn hay là yếu hơn nha các bạn. Thì bữa giờ mình đi chắc mình nghỉ ngày hai ngày vậy các bạn. Không có rảnh á. Hôm nay mình tiếp tục đi em nó thử nha. Rồi các bạn chờ xem thôi nha. Ah!
trống nó dạt ra sợ chạy luôn rồi. Chứ có bắt bắt được con mái quá các bạn. Trống nó dội chạy đi mất tiêu rồi. Ngồi chờ chừng nào nó dính rồi mình bật nó quay quay cho các bạn xem. Chấm do mới nè bạn. Có bỏ mới quay rồi vô đây. Mũi gớ thiệt. Trời, con trống bó đi thiệt xa luôn trời. Bó tay thiệt đó. Con như con nái vậy. Cánh không? Trời ơi. Trốn rồi mất rồi. Giờ còn mồi mình kêu không ơi. Hai con bói hết kêu rồi bạn. Hơn nửa tiếng là con bói nó tắt điện luôn.
để cắm thêm cái lá ngụy trang ở đây xíu nữa các bạn. Ơ thiệt rồi chứ, chim này khó bắt quá. Gì khô quá vậy. Rồi, tiếp tục chương trình nha.
Bình Dương giờ còn con sách đi. Dính con nha các bạn. Chu cho ngồi từ sáng giờ ông nội ơi. Phải nói là ơ đầu luôn. Không biết con nào bắt luôn. Lúc đầu á thì mình ngồi gần lắm, mình ngồi sát bên á. Sau này mình ngồi tuốt ở trên kia luôn. Hết canh nấu rồi. Không biết con mồi bối mình bắt hay con trống bắt nữa, không biết mà nó vô sáng cái cản luôn nữa. Chả nghe cục kẹt gì hết á. Rồi vô đá con bối mình nha. Dính dính mai bối á. Này biết con trống hay mái dính này biết. Cái này chắc mái quá anh Út. Chua đỏ như trái cà chua luôn đúng không? Tức cưới thì ngồi sáng giờ tức lắm rồi á. Chua 2 tiếng 12 phút. Trời ơi ông nội ơi. Ghê thiệt đó chứ. Lấy đục lụm đó tóc hành lúc còn buổi tối kìa. Chuồng bối mình nó nhát bối bắt con thứ hai nha các bạn. Con đây là con thứ hai của nó nha. Mái 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 trời ơi nó đỏ này lúc không quắc gì không quắc quắc chứ sao nãy giờ không nghe hết rồi mà nó xí đẹp không. Ui chà, lấy luôn á. Ui chà, lúng nữa. Đi quýnh đâu nữa. Quýnh đâu làm kèo nữa. Mình quýnh ở trong đây, cái anh Út anh quýnh bên kia, anh nghe cái anh chạy qua luôn các bạn. Chù, chà. Ghét quá, đầu tiên ngồi rình quay phim. Xong rồi rình hết nói rồi. Lên kia ngồi nghỉ luôn rồi. Rồi tôi dắt cắn nó. Đĩa cắn hay mũi đồ cắn. Mũi kén vô đây dắt đâu. Đồ sâu dữ vậy ta. Vô đây. Ui cha. Trời ơi nó lúng. Trời ơi. Trời ơi. Mấy con quốc mà nó lúng. Khủng khiếp luôn. Đây nha các bạn. Đầu vô sáng cái cản luôn chứ không có đấu từ sớm giờ làm dữ lắm mà không đá. Lâu quá tức cái nó vô nó dứt cái cản luôn rồi. Quý không? Thở oxy luôn. Rồi cái clip này mình cũng xin tạm dừng tại đây nha các bạn. Mình sẽ đi vòng vòng với anh Út đi tìm thử có cặp nào nữa không làm kèo nữa về các bạn.